Son, nồi chảo hay bất cứ vật dụng nào phát ra âm thanh được những người biểu tình này sử dụng như là tiếng nói phản đối chính phủ, phản đối Tổng thống Pháp, phản đối việc thông qua cải cách hưu trí mà không qua biểu quyết. Tôi cho rằng việc biểu tình như vậy cho thấy tình đoàn kết giữa chúng tôi. Mặc dù chính phủ sử dụng quyền lực để thông qua luật cải tổ hưu trí này, nhưng mọi người vẫn phản đối mạnh mẽ. Điều mà tôi chắc chắn đó là mọi người không thể chấp nhận hành động phi dân chủ của chính phủ Pháp khi thông qua cuộc cải cách hưu trí. Tròn một năm sau khi ông Macron tái đắc cử, hôm 24 tháng 4, không chỉ riêng ở Paris, dàn hợp sướng xong nồi chảo được dựng lên ở nhiều thành phố khác như là ở Marseille, Lyon hay Rennes. Hình thức biểu tình bằng cách gõ xoang nồi xuất hiện từ thời Trung Cổ, như một tòa án trong làng để xì nhục, phản đối những hành vi như một ông già hay quá phụ tái hôn hay một người chồng bị vợ cắm sừng v.v. Đến thế kỷ 19, hình thức này đã bị chính trị hóa trong cuộc cách mạng tháng 7. Lúc đó, phong trào gõ xoang nồi chiêng trống được khởi xướng nhắm vào các đối thủ chính trị tham nhũng hoặc có quan hệ gần gũi với vua Louis Philippe. Thường là khi đêm xuống, những người biểu tình này tụ tập gây tiếng ồn ngay dưới nhà của những chính khách đó. Những cuộc tụ tập này có thể kéo dài hàng giờ hoặc trong nhiều ngày. Ngày nay, ý nghĩa của các dàn hợp sướng xoang nồi thường vẫn có cùng một mục đích như những năm 1830. Đó là thể hiện mong muốn những tiếng nói bình dân bị bóp nghẹt được lắng nghe. Nhưng cũng có một thông điệp khác, chẳng hạn như chiếc nồi rỗng là biểu tượng cho chi phí sinh hoạt quá cao. Hôm thứ Hai ngày 24 tháng 4, Bộ trưởng Giáo dục Pháp đã bị mắc kẹt trong tàu ở nhà ga xe lửa tại Paris vì đám đông biểu tình gõ xoang nồi. Một số chuyến thăm của Thủ tướng Elizabeth Borne, các bộ trưởng hay chính khách khác cũng đã được đón chào bằng dàn hợp sướng xoang chảo.